Chào anh em, tôi là thần rừng bị Amita, một át vươn mình trở thành một trong những chùm solo tà thần khét tiếng hiện tại. Nhờ khả năng cấu đỉa, đào ganh hoàn hảo khiến nhiều anh em khốn khổ không biết làm sao để đối đầu một át trong đánh đây. Vậy nên TNG sẽ gợi ý cho anh em các vị tướng sẽ khiến Murat thành Munat và tặng thêm cho anh em mẹo chơi Murat khi đối đầu các vị tướng khắc chế này. Bắt đầu thôi. Đố TNG tìm được Agrek của Murat 2.0. Đố gì khó đi bạn ơi. Agrek siêu zin của anh em đây. ID rõ ràng nhá. Murat siêu việt 2.0. Lên ngay TNG shop.vn. Cày ranh thôi. Nhưng từ từ coi clip của TNG đã. Thứ nhất Quy, mặc dù Quy không trâu như là Omen, nhưng Quy có giáp từ đối tại, có khả năng hồi phục và có khống chế đáng gờm. Tức là Quy khi có đối tại nhá, dù không thể đấm vào Murat, vẫn có thể lợi dụng lính quái để hồi máu lại. Và với cái lượng giáp được thêm, thì đầu game cộng hồi máu, Murat cấu không xi nhê gì luôn. Ngoài ra Quy hoàn toàn thể khiến cho Murat không thể giật bóng về được. Dù không có sát vực như Omen, nhưng chỉ với combo đơn giản là 3-1, Murat cũng có thể đã quay cuồng vài giây rồi. Và với một vị tướng máu mỏng như Murat, chỉ vài giây bị choáng thì Quy hoàn toàn thể giúp Murat giật bóng về tế đàn luôn. Cái anh em cần khi chơi kèo này ấy, đó chính là không run tay. Tức là khi có chiêu cuối ấy, chúng ta cứ đứng gần tường cho Murat chém thoải mái luôn, không cần phải cố né làm gì cả. Đồng thời combo nên là 3-1 thay vì thông thường là 1-3-2. Tất nhiên chơi Quy các bạn phải tối ưu đòn tay nội tại thật là nhiều rồi. Và khi đối đầu với một vị tướng như kiểu là Murat ấy, chúng ta không quá cần giảm giáp với chiêu 2 đâu. Trước kỳ Quy hoàn toàn thể bắt lại Murat ở bóng của hắn ta với những cú tốc biến chiêu 1 cộng chiêu 3 chấp nhoáng. Vậy nên nếu bạn chơi Murat đối đầu Quy phải xử lý ra sao? Các bạn hãy hy sinh đôi giày hồi chiêu đi và lên thẳng đôi giày kim cường để rút ngắn thời gian bị choáng. Nếu có thể ấy, thì có thể lên thêm quả đao trì hồn hạn chế khả năng hồi phục của Quy, giúp cho việc cấu đỉa máu hay là sao anh tổng tốt hơn. Nhưng thật lòng nhá, TNG chẳng lên như vậy đâu, vì TNG là kiểu người thích khô máu. Một là lên bảng, hai là kẻ địch lên thớt. Ai sống TNG bình luận đi. Anh em nhớ là khi chơi Murat nhá, cấu máu với chiêu cuối ấy, hãy cố gắng né các bờ tường ra. Còn nếu bạn cảm thấy không thơm thì nhường cho Quy dọn lính trước hoặc là bỏ lính và di chuyển ganh nhanh rồi về đường. Vì kể cả đi đường đã đến phút thứ tư nhưng đầu game Quy muốn lấy trụ nhanh ấy là điều không thể. Cuối cùng kêu gọi đồng đội lên ganh hội đồng chứ đừng có dại mà đứng lại solo khô máu 1-1 với Quy nhá. Thứ hai Omen, vấn đề anh em đang phân vân là Omen đi kèo với Murat thì ai khỏe hơn. Theo TNG nếu cả hai ngang kỹ năng thì dựa vào chất tướng Omen vẫn nhìn hơn, dù hai bên có thể ao chiêu nhau, tức là Murat thể ao chiêu Omen và ngược lại. Nhưng xét về chất tướng, Murat thích hành những kẻ địch máu mỏng, nhưng Omen ấy lại là kiểu vừa thể lên Sammy vẫn khỏe mà, lại cực trâu với chiêu hay, khiến cho Murat cấu đỉa chán chê từ sáng tới tối. Đặc biệt anh em nào chơi Omen mà lên kiểu giáp GA hay là phù chú trường sinh ấy thì Murat đúng kiểu là gáy kiếm, vì chém xăng Omen lại hồi đầy máu rồi. Nhưng ít anh em chơi Omen dạng đồ khắm lọ này lắm. Trước khi tới Omen nhá, hoàn toàn thể xích Murat ngay khi anh ta chém chiêu cuối xăng. Cái mẹo bắt và khống chế Murat ở vị trí sau khi kết thúc chiêu cuối. TNG tin anh em khán giả biết và hiểu rồi đúng không? Cái này thì yêu cầu người chơi Omen phải hiểu Murat một tí về cái nhịp hắn ta vừa kết thúc ảo ảnh chạm, hoặc dễ hơn là chủ động xích Murat và chém luôn. Khi đó đồ biến ảo của Murat với hai lần chiêu một là vô dụng. Vậy đối đầu Omen, người chơi Murat xử lý ra sao? Với một người chơi và hiểu Murat thì thay vì lựa chọn khô máu với Omen, chúng ta đơn giản là dọn lính và di chuyển để ganh ngay, chứ chẳng hơi đâu mà cố gắng câu máu hay là hạ gục Omen ở đường làm gì. Vì không phải là ai có thể xích lại Murat ngay khi Murat dùng xăng chiêu cuối. Nhưng chẳng may một pha xử lý chậm bị xích trong trụ thì thôi rồi, thọt luôn. Còn nếu các bạn cảm thấy Omen tên địch chơi khét quá thì ở tầm và giữa game hãy cố gắng né Omen ra, đặc biệt hạn chế cấu đỉa bằng chiêu cuối trước mặt hắn ta. Cái này chủ yếu dựa vào thế trận mà ta sẽ lựa góc để cấu đỉa máu là chính. Còn nếu lỡ bị xích ư, cứ bình tĩnh. Nếu Omen lên tanh ấy, chưa chắc đủ sức hạ Murat đâu. Còn không ư, hãy tận dụng chiêu 2 và chiêu cuối để câu kéo thời gian nhá. Đấy, bày cho anh em tướng khắc chế, nhưng đồng thời gợi ý cho anh em cách đối đầu lại tướng khắc chế đó luôn. Chi tiết luôn. Thứ ba, Aoi. Bên cạnh việc khắc chế Murat bằng việc bắt hắn ta ở những lần dùng chiêu cuối, giai đoạn đi đường hay là giao anh tổng, thì việc bắt bóng Murat là không thể thiếu. Đặc biệt với những anh em nào gắn bó với game từ lâu ấy, thì việc bắt bóng Murat không còn quá xa vời. Thường nhiệm vụ này sẽ do vị tướng cơ động đảm nhiệm như là Nagrod nè, Aoi, Zuka. Và trong trường hợp của Aoi, nếu Murat để bóng láo ấy, đúng là một kèo hách náo qua lại giữa hai bên. Tuy nhiên, nếu chỉ đơn thuần là bắt được bóng của Murat ấy, thì với hai lần đu dây kèm khả năng sâu thương, Aoi có thể dễ dàng đưa Murat lên bảng điểm số ngay. Mà Murat muốn một combo hạ gục Aoi là rất khó. Tất nhiên nếu trường hợp Aoi yếu máu và hết chiêu thì chúng ta không nói. Chứ một Aoi phun máu nè, có đầy đủ các kỹ năng, Murat bất lực ngay. Bên cạnh đó nếu bạn căn chuẩn ấy, Aoi hoàn toàn để giữ chân Murat lại ngay khi hắn ta dùng chiêu cuối xăng với combo 2-1 của mình. Nhưng nói thật để làm ấy, không dễ như bọn Quy là Omen được. Còn nếu trường hợp Murat đi rừng thì còn dễ bị Aoi đè thẳng vào bùa và thọt ngay. Cũng như Murat bây giờ có một cái điểm hạn chế, đó chính là khả năng hồi phục. Nên nếu Murat ăn mục tiêu mà bị Aoi phát hiện
chỉ cần canh mục tiêu tầm 10.000 máu thì đu. Khi này Murat đã yếu máu, buộc phải bỏ ngay. Còn nếu cô ăn hay là đái hết chiêu ấy, thì việc nằm lại là chắc chắn rồi. Thế nhưng nếu Murat thực sự chơi cực hay, thì vẫn có thể khiến cho Aoi cảm thấy là Murat, rat thực sự. Đầu tiên thì chắc chắn là Murat phải giơ bóng đủ kỹ rồi, hoặc là các đồng đội cover bóng. Tiếp theo là có một cái đầu lạnh, tức là nếu chỉ có một mình, để bóng lại hớ hênh ấy, khi lao lên cấu rỉa mà thấy Aoi ở đó, nhất là nó lại chuẩn bị đu dây, thì nên giật bóng về luôn, chứ đừng có chém chút cuối hay là dùng chiêu hay nhá. Khi đó các bạn vẫn có thể ao nhẹ Aoi ở bóng cơ mà. Hạn chế ăn mục tiêu một mình, đặc biệt không có tầm nhìn. Còn lại, đừng quá dồn chú ý vào Aoi, vì nhiệm vụ của Murat vẫn là bắt vào xạ thủ và pháp sư kẻ địch nhá. Thứ tư, Tara. Nếu chúng ta cảm thấy kỹ năng của mình không đủ để bắt Murat như là bọn Quy, Omen hay là Aoi, thì vẫn có những lựa chọn khác mang tính, đó chính là bước qua đời nhau như là Skirt, Tara, Emery hoặc là Arthur, hay chính xác là những vị tướng châu khiến Murat chán, chẳng muốn cấu rỉa, lại dễ chơi, không cần quá nhiều kỹ năng cao siêu. Lúc này các bạn ấy sẽ nhắm vào việc đó chính là đẩy đường và tiến tới giao anh tùng để có thể càn tuyến sau kẻ địch. Tiêu biểu và đang rất hot ở giải Thái bây giờ đó chính là cô nàng Tara. Giống hầu hết các kèo khác, khi bạn đi về Murat, Tara đóng xong giày giáp ấy thì đảm bảo Murat mỏi tay luôn. Chứ chưa cần nói tới cuối game chấp Murat hai lần ảo ảnh chạm liên tiếp cũng chưa thể hạ gục được Tara đâu, vì chẳng ai chơi Murat bây giờ lên kiếm phân nhiệt cả. Bên cạnh độ trâu quá thể đáng từ trang bị, Tara có khả năng hồi phục tự nhiên từ chiêu thức, mà cái lượng máu hồi này ấy là đủ bù vào chỗ bị Murat cấu đi. Nói chung, đây sẽ là một kèo dọn lính, ép vào rừng kẻ địch và cả lướt ở cuối game khi bạn để lẻ. Chứ để mà uy hiếp và làm phế Murat thì hơi khó, vì chứ bọn Arthur, Skirt, chứ Tara ấy, lấy gì giữ chân Murat đây. Chính vì vậy, khi cầm Murat và chơi kèo Tara, đừng quá tập trung solo với Tara hay là cấu đỉa máu cô nàng làm gì cả. Hãy thoải mái dọn lính và tận dụng cơ động để sớm có mặt gank cho đồng đội, thậm chí là chặn lính nếu bạn có thông tin rừng kẻ địch. Và cuối game ấy thì lại càng dễ khi Murat thoải mái băng trụ và cố máu mà không phải lo sợ. Tất nhiên là trong điều kiện trợ thủ kẻ địch không phải là mấy vị tướng dưới đây. Thứ năm, Thên. Một trong những vị trí không thường xuyên đối đầu với Murat nhưng lại cực kỳ có ích để làm Murat ôm hận về tầm giữa ở cuối game. Hay chính xác là cái lần lao vào với ảo ảnh chảm. Nhiều anh em sẽ nghĩ tới nào là Arum, Aether, nhưng không, bọn nó xài nhiều rồi. Mà đó là vị tướng trợ thủ có không chỉ cứng như là bọn Thên, Mina, Badum, Grak và kể cả là Rumbua. Ngoài ra có những trợ thủ khác tuy ở khống chế nhưng cần nắn nót hơn như là bọn Vedet, Zip, Senir cũng rất là phù hợp nhá. Nhưng nổi bật và dễ chơi nhất hiện tại đó chính là Thên. Với Thên, độ trâu khỏi bàn, đặc biệt khi bạn có nội tại, độ khó chịu thì đừng hỏi, khi vừa dậm choáng nè, vừa có đẩy lùi. Nhưng để giữ chân Murat thì chúng ta chỉ nên dùng chiêu 1, vì chiêu 2 nhá, nó hơi delay một chút, anh em nghe kỹ nhá. Cách đẩy ấy thì khá dễ dàng, anh em cứ đứng cao một chút, hay chính xác là giữa chiêu cuối của Murat và cắt hắn ta, chém sang chiêu cuối là đẩy về ngay. Như vậy ấy, tỷ lệ thành công rất là cao, nhưng điều kiện là phải các đồng đội dồn đam, chứ để Thên đơn độc ư, gái ngứa thôi. Cũng như là chúng ta phải có một chút cảm nhận về chiêu Murat. Thành ra TNG nói rồi, muốn khắc chế bất kỳ vị tướng nào ấy, hãy chơi thử vị tướng đó. Chứ nếu đẩy khi Murat đang chém chiếc cuối ấy, ố dề quá. Vậy thì chơi Murat làm sao đối đầu các vị tướng trợ thủ quá nhiều khống chế, ví dụ như Thên. Vì Thên chỉ là một trợ thủ nên Murat chủ yếu phải đối đầu Thên ở tầm giữa cuối game, đặc biệt là Murat đi top. Nhưng độ khó chịu và nguy hiểm Thên đem lại ấy, lại cực kỳ lớn, nên để chắc cú hãy cứ chọn một đôi giày kiên cường đi. Tiếp theo hãy chém chiếc cuối nông một chút nếu có thể có Thên, chứ đừng cố đâm lún cắn. Tất nhiên hoàn toàn thể kết hợp tốc biến để thể ao tầm của Thên cũng là không tệ đâu, nhưng như vậy ấy, hơi phí phép bổ trợ đúng không, nếu chỉ đơn thuần là cấu điểm máu. Hay đơn giản chúng ta làm khó chịu hoặc là ao chiêu Thên với 1-1-2-1 chẳng hạn, chứ không cần phải chém chiếc cuối làm gì. Và đó là vị tướng anh em thể dùng để đối đầu Murat và hạn chế pick Murat nếu có thể có những vị tướng này nhá. Anh em gặp khó khăn với bất kỳ vị tướng nào, hãy comment ngay dưới video đi. TNG của anh em giải quyết nào.